Hiếu hiện đau xót, nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng cùng cả showbiz bàng hoàng nhận tin nghệ sĩ Mai Thành đột ngột qua đời. Làng giải trí Việt Nam đang vô cùng đau xót trước thông tin nghệ sĩ Mai Thành đột ngột qua đời. Nhiều nghệ sĩ như Hiếu Hiền, Minh Vượng, Huỳnh Kiến An, Nguyễn Thanh Hiệp lần lượt gửi lời đưa tiễn đàn anh trên mạng xã hội. Sáng ngày 16 tháng 12, thông tin nghệ sĩ lão làng Mai Thành qua đời khiến dư luận không khỏi xôn xao. Gia đình ông cho biết, nam diễn viên trút hơi thở cuối cùng vào lúc 14 giờ 40 phút ngày 15 tháng 12 ở nhà riêng, hưởng thọ 83 tuổi. Nguyên nhân nghệ sĩ Mai Thành ra đi là vì chứng bệnh tắc nghẽn phổi nhiều năm. Ngay sau khi biết tin, nhiều sao Việt lần lượt gửi lời chia buồn, bày tỏ nỗi niềm trước sự ra đi của đàn anh. Trên trang cá nhân, đạo diễn Nguyễn Thanh Hiệp xúc động báo tin cho anh chị em nghệ sĩ, lập tức Hiếu Hiền, Minh Vượng, Thành Được, Huỳnh Kiến Anh cùng một số nghệ sĩ khác để lại bình luận vĩnh viễn nghệ sĩ Mai Thành. Nhiều người không dám tin đây là sự thật, càng thêm tiếc nuối khi một cây đa cây đề của nghệ thuật nước nhà ra đi. Nghệ sĩ Mai Thành, tên thật là Võ Văn Thêm, sinh năm 1939 ở Bến Tre. Ông chuyển lên Sài Gòn sinh sống từ năm 13 tuổi. Về sau thi vào Trường Quốc gia Kịch nghệ Sài Gòn vì đam mê hát. Nghệ sĩ Mai Thành chính là học trò của hai nhân vật nổi tiếng là thầy Nam Châu và cô Phùng Há. Không chỉ nổi bật ở kịch nói, ông còn gây ấn tượng nhờ nhiều vai diễn, ông già trên màn ảnh. Một số bộ phim ông từng tham gia có thể kể đến như Chung Cư, Người Đẹp Tây Đô, Chuyện của Tuấn, Biển Sáng, Xóm Nước Đen. Đồng nghiệp tiết lộ, nghệ sĩ Mai Thành rất say nghề, dù không khó khăn về kinh tế, nhưng những năm 80, ông vẫn miệt mài đi diễn, chỉ cần có lời mời là sẵn sàng vác ba lô đi quay. Thậm chí có cảnh vất vả, nghệ sĩ Mai Thành suýt ngất xỉu, nhưng ông vẫn gắn gượng để giữ nhịp cho cả ekip. Gia đình nghệ sĩ Mai Thành vừa qua thông báo, tang lễ của ông sẽ được tổ chức tại nhà riêng ở số 157-19, đường Bạch Đằng 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.